khi mọi người coi những cái clip này á thì mọi người sẽ có những cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà riêng mình khi mình coi cái clip này thì vì quá trình trước khi mình đi đến cái nơi này, mình đã tìm hiểu về lịch sử của nơi này, nhất là tìm hiểu về cái giai đoạn mà chiến tranh, cái giai đoạn mà Mỹ ném bom ở cái khu vực cánh đồng chung này. Thì cái cánh đồng chung này, những người dân nơi đây đã trải qua 5 năm liền là những trận bom đạn liên tục của Mỹ ném xuống. 5 năm trời mọi người. Đặc biệt là năm 1969 thì ném liên tục ngày đêm. Những người dân ở đây họ mô tả là họ chỉ có biết chui rúc ở dưới những cái hầm, những cái hố để chờ ngớt bom, không thể làm ruộng hay làm bất cứ thứ gì để sống. Khi tôi tới đây vào một buổi sáng, những cái cơn gió heo may nó thổi rít lắm, thổi rít, và những cái không khí lạnh nó làm cho con người mình có một cái cảm giác rất là, nói chung là một cái cảm xúc rất là khó tả mọi người. Và khi mình đi quanh những cái quả đồi này thì đâu đó còn vương vãi những cái, còn lưu lại những cái nơi, ví dụ như là những cái ngọn nến, những cái vật dụng để họ thờ cúng. Họ thờ cúng cho những thân nhân của họ, thờ cúng cho những vong linh ở nơi này nhiều lắm mọi người. Những cái cơn gió thổi rít, những ngọn cỏ xào xạc, cộng thêm những cái khung cảnh ở nơi đây đã tạo cho tôi những cái cảm xúc thật sự là khó quên. Nếu ai đã từng mà tiếp xúc những cái cơn gió rít, những cái cảm xúc lạnh, thì khi tới đây chắc chắn là sẽ không thể không nao lòng với những cái khung cảnh, những cái âm thanh, không gian ở nơi này. Mình thật sự là không thể miêu tả được cái cảm xúc. Và lúc đó cho mọi người biết, nhưng mà mình thật sự là nơi đây đã làm cho mình những cái cảm xúc gọi là mất mát trong chiến tranh, thê lương trong chiến tranh. Và một nơi là đã có lịch sử trên 3.000 năm như thế này nha mọi người. Thật sự